bảy truyền bát vạn hùng binh, 12 các cô tiên nữ đón ông bảy hoàng về đất Bảo Hà Sơn. Tiên cô làng cả pha nước trà tàu, nếu mà đồng ý ông bảy gật đầu vỗ gối bàn khen. Tiên cô làng đôi dâng bộ khay đèn, ngà tàu sứ bộ móc tiêm lạm vàng, tiên cô làng ba dâng hộp thuốc nga, thế là vừa ý ông bảy Bảo Hà trên đất Sơn. Trầm khói đèn cô khêu tỏ, tay ông bảy cầm hộp móc tia, tiên cô làng lắm mà dâng hộp bánh nguyên, kẹo xìu thuốc lá, thú cảnh tiên ai dám bị, tiên cô làng sáu dâng ông một con lóng mã để ông bảy đi chấm đồng. Tiên cô làng bảy gầy khúc cũng đàn thông, đôi tay cô gầy đàn ngũ âm lõn là. Tiên cô làng tám dâng chiếc lược ngà, đôi tay cô trái chuốt ông khen là cô khéo tay. Tiên cô làng chín yếu điệu không ai tày, mẫu sai cô theo một đôi giày cánh phượng dâng ông. Tiên cô làng mười thắt dài đai hồng, cánh ba giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ra. Tiên cô mười một quạt nước pha trà, âm tiên bình ngọc đôi tay ngà dâng lên. Tiên cô mười hai, tiên cô mười hai trải chiếu chia bài, tổ tôm cũng là đánh chăn, lào đố ai dám bì. À bát vạn bùng thinh lại ông bảy truyền, bát vạn hùng binh, 12 các cô tiên nữ đón ông bảy hoàng về đất Bảo Hà Sơn. Xe loan thanh giáo